Chào mừng quý khách đến với dịch vụ Z-Office, giải pháp văn phòng chia sẻ thông minh, một dịch vụ rất tiện nghi và sang trọng tại Việt Nam hiện nay. Sau chi phí về nhân sự, thuê văn phòng là chi phí lớn thứ hai trong kinh doanh. Vì vậy, với mức giá thuê văn phòng cao như hiện nay, văn phòng chia sẻ là một giải pháp mà nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Dịch vụ này có thể hiểu một cách đơn giản là nhiều công ty cùng sử dụng các tiện nghi chuẩn mực của văn phòng như chung địa chỉ, chung hệ thống tổng đài điện thoại, số fax của một hoặc một nhóm văn phòng tại cùng một thời điểm. Vì sao vấn đề văn phòng khiến bạn phải lo lắng? Đến với Z-Office, bạn chỉ cần chọn dịch vụ phù hợp, thời gian thuê văn phòng cần thiết. Chúng tôi sẽ thay bạn làm tất cả những vấn đề còn lại. Bạn chỉ cần tập trung vào công việc kinh doanh ở mức độ cao nhất. Chúng tôi cung cấp dịch vụ văn phòng chia sẻ bao gồm các dịch vụ như lễ tân, phòng họp, hệ thống viễn thông, hệ thống quản trị khách hàng. Và chúng tôi tin đây sẽ là nền tảng vững chắc chắp cánh cho thành công của quý doanh nghiệp. Chia sẻ những điều chung để mang lại lợi ích lớn hơn, đó là phương châm hoạt động của chúng tôi. Một địa chỉ kinh doanh ấn tượng, một đội ngũ lễ tân chuyên nghiệp để xử lý thư từ và luôn có mặt thường xuyên tại văn phòng thay bạn giải quyết những tình huống mà bạn cần. Và bạn càng yên tâm hơn nữa trong công việc khi hệ thống xử lý điện thoại của chúng tôi linh hoạt, thông minh nhằm đem đến ấn tượng tốt cho khách hàng. Sảnh tiếp khách, quầy cà phê tự chọn, phòng họp VIP đầy đủ tiện nghi luôn sẵn sàng bất cứ khi nào bạn cần. Điều mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng nghĩ đến trong quá trình hoạt động và phát triển của mình, đó chính là địa chỉ kinh doanh thuận lợi. Z-Office có trụ sở tại khu trung tâm thành phố, thuận tiện giao thông, điều mà các doanh nghiệp mong muốn. Tòa nhà được trang bị hệ thống thang máy nhanh và thuận lợi cho doanh nghiệp. Sảnh tiếp khách được bố trí sang trọng, phục vụ cho khách hàng đến trao đổi công việc. Khu vực quầy bar giúp nhân viên nghỉ ngơi và tìm lại cảm giác thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng. Đội ngũ lễ tân được huấn luyện chuyên nghiệp, thành thạo các kỹ năng giao tiếp, sẵn sàng phục vụ làm hài lòng bạn cũng như khách hàng của bạn. Welcome to DNS Store Vietnam. How many have you? Thank you for calling to Z-com. How many have you? Hệ thống thông tin Z-Office được thiết kế tự động, nhận diện cuộc gọi để trả lời chính xác. Khách hàng cũng có thể thông báo trước cho Z-Office nội dung trao đổi với khách hàng. Chúng tôi cũng sẽ chuyển tiếp cuộc gọi đến cho bạn nếu bạn có yêu cầu. Bạn có thể sử dụng địa chỉ tại Z-Office để nhận và gửi thư từ bưu phẩm. Ngay khi nhận được thư từ bưu phẩm, Z-Office sẽ thông báo trước qua email cho bạn địa chỉ người gửi, ngày giờ nhận. Với tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của công nghệ thông tin, việc liên lạc trở nên dễ dàng hơn. Tùy theo nhu cầu, bạn sẽ sở hữu một số fax riêng hoặc chung tại Z-Office. Hệ thống thông tin được Z-Office thiết kế bảo mật, nội dung các bản fax chỉ có bạn mới có quyền truy xuất. Bạn cũng có thể sử dụng hệ thống web quản trị ZSS để theo dõi, thống kê tình hình nhận cuộc gọi, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Phòng họp là nơi gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ của các thành viên trong doanh nghiệp. Đây cũng là nơi mà các chiến lược được hoạch định ra. Vì thế mà phòng họp vô cùng quan trọng tại mỗi văn phòng. Nhằm đáp ứng nhu cầu về phòng họp, Z-Office đã cung cấp nhiều loại phòng họp được trang bị máy chiếu projector, internet tốc độ cao, wifi và hệ thống đàm thoại hội nghị. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu bài toán quản lý doanh nghiệp, chúng tôi đã xây dựng một hệ thống quản trị khách hàng tiên tiến cùng những thiết bị hiện đại như thẻ ID dành cho khách hàng, hệ thống CRM.
Hệ thống CRM là hệ thống quản trị khách hàng tập trung. Các thông tin giao dịch của doanh nghiệp diễn ra tại The Office sẽ được cập nhật và xử lý liên tục, tăng cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp với chi phí hoạt động mức hiệu quả nhất. Phục vụ chuyên nghiệp, tiện nghi sang trọng, hệ thống thông minh, đó là điều mà chúng tôi muốn mang đến cho quý doanh nghiệp. Bên cạnh các dịch vụ tiện ích mà chúng tôi cung cấp cho quý doanh nghiệp, The Office còn cung cấp hỗ trợ những dịch vụ tiện ích khác, có thể kể đến như làm thủ tục đăng ký kinh doanh, hỗ trợ tư vấn khai báo thuế, dịch vụ thiết kế website với các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/24 giúp doanh nghiệp của bạn luôn hoạt động ổn định. Tất cả những hỗ trợ của chúng tôi với mục đích duy nhất, đó là sự thành công của quý doanh nghiệp. Chi phí thuê văn phòng là chi phí lớn thứ hai trong kinh doanh. Hãy để chúng tôi chia sẻ gánh nặng này với các bạn. Bạn chỉ cần mất 15 phút để thiết lập một văn phòng làm việc, và điều quan trọng hơn là chúng tôi sẽ giúp cho bạn tiết kiệm đến 90% chi phí. Thành công của bạn chính là niềm vui của chúng tôi. Thông tin chi tiết, mời quý vị tham khảo website http://theoffice.vn hoặc liên hệ số điện thoại 848 2220 0911.